Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hiện tại thì mình làm hải tặc cũng được một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Tuy nhiên, mình vẫn chưa có được một cái băng hải tặc riêng cho mình. Thế nên ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định thành lập một cái băng hải tặc riêng cho mình ha. Và để làm được một cái băng hải tặc thì trước tiên mình cần phải có rượu. Đây, hiện tại mình đang cầm một cái bình rượu sake nè. Và cái bình rượu này sẽ có công dụng là giúp mình tạo ra được một cái băng hải tặc dành riêng cho mình ha. Mình sẽ đặt tên là băng hải tặc Lộc Handsome. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Được cái ta, cái tên này nghe có vẻ là hấp dẫn ấy. Hơi bị mờ lem ấy nha. Được, làm luôn. Rồi, và bây giờ thì mình đã có băng hải tặc chưa? Ồ, có rồi nè. Có phần băng hải tặc ở đây rồi. Ồ, tên của băng là băng hải tặc Lộc Handsome ha. Thành viên hiện tại thì có một mình là đội trưởng ha. Ồ, ok. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên luôn ha. Rồi, và kế tiếp thì mình còn có thể chọn được cả cái phần logo của cái băng hải tặc nè. Wow. Ui, được quá ta. Quá trời kiểu cho mình chọn luôn nè. Ui, cánh bướm này, đầu lâu xương sọ rồi các thứ nè. Ui, cưa với cây búa đồ nữa. Ui, kiếm. Ui, mình thích kiếm. Hay là mình chọn cái này ta, cái này hơi bị nhiều kiếm luôn nè, được á. Một cái nha, mình làm dấu cái đó đi. Một xíu có gì không tìm được cái nào ưng hơn thì mình sẽ chọn cái kiếm đó. Súng đồ nữa nè. Trời ơi. Nói chung thì có muôn hình vạn trạng những cái kiểu như là background cho mình chọn cho băng hải tặc của mình ha. Nhưng mà nãy giờ mình thấy ưng nhất vẫn là cái cây kiếm á. Ba cây kiếm. Đây, mình sẽ chọn ba cây kiếm nè. Rồi. Ui, bên đây cũng có thể chọn thêm à. Thôi, mình chọn một cái thôi. Nhiều quá, nó màu mè qua lá hẹ, nhìn rối mắt lắm. Chi tiết. Ô, mình có thể chọn chi tiết của cái đầu lâu luôn. Có sừng đồ nữa nè. Chân mày. Mũ. Mũ rơm rồi có râu nữa kìa. Trời ơi. Trời, thêm quả đậu nấm lên nè. Ôi. Ria mèo nữa. Râu. Trời ơi, cái này nhìn giống râu trắng ấy nha. Mắt kính rồi nữa nè, mũi dài. Ồ, mắt kính này nhìn thư sinh nè. Ui, bị chộp hết một mắt nữa chứ. Wow. Được á nha. Nhìn cái này quen quen á nha. Ba cây kiếm rồi. Ở mắt trái có một cái vết sẹo nữa. Nhìn nó cứ quen quen kiểu gì ấy nhờ. Để đi về sau coi còn có cái nào nó độc lạ hơn nữa không. Trời ơi, có con mắt thứ ba rồi nè. Mắt trái tim nữa nè. Ui, tóc hai mái luôn. Ui, được quá ta. Ừ, hay là để quả tóc hai mái này nhìn cho nó thư sinh nhờ. Rồi, sau một hồi lựa chọn, chỉnh sửa các thứ thì mình quyết định cái huy hiệu của băng hải tặc của mình là như vậy ha. Nhìn cũng khá là nổi bật đó. Hoàn thành. Úi giời. Được quá ta. Có điều là cái băng hải tặc này hơi ít thành viên thôi ha. Nhưng mà không sao. Mà chắc sắp tới mình phải đi tìm một cái nón nó na ná, cái nón mà trên cái huy hiệu băng hải tặc của mình nè. Còn bây giờ thì mình sẽ treo những cái thanh bảo kiếm mà mình có được lên cái con tàu của mình. Ở phía trên này mình thấy có không gian trống nè. Đây là nơi để mình trưng bày những thanh bảo kiếm ha. Đây, mình sẽ cất vô đây. Còn rất là nhiều thanh bảo kiếm khác mà mình cần phải đi săn nè. Cũng như là mua thêm thì mới có ấy. Nên bây giờ chúng ta phải chăm chỉ đi khám phá để cày thêm belly mới được. Với cả là hôm nay mình đã kiểu như là làm quen với cái Haki quan sát cấp cao. Mình có thể nhìn trước được tương lai á. Và cái Haki này mình thấy công dụng của nó là cho phép mình kiểu như là tránh né được những cái đòn đánh của kẻ địch ấy. Ồ, nghe thì có vẻ khá là xịn ha. Chắc bây giờ thực chiến thì mới biết được rõ cái công dụng của cái loại Haki này. Nên giờ thì lên đường thôi. Bữa nay chúng ta sẽ tranh thủ đi khám phá sớm ha. Chuyến đi này có vẻ bất ổn rồi, đi mãi mà kiểu như mình không có tìm thấy bất kỳ một cái con tàu hải quân hoặc là tàu hải tặc nữa đó. Nên là mình quyết định ghé vô một cái vùng sa mạc gần đây á. Và vô tình thì mình phát hiện là ở đây có dân làng hay sao nè. Ủa? Ồ,
chỉ có đúng một bác dân làng nông dân thôi, đang nuôi bò. Và cái người này là trình độ là kim cương rồi nha. Không phải dạng vừa đâu. Ghê đấy, coi nhà cái người này chắc giàu lắm. Để xem. Còn đúng cái nịt. Oh no. Ủa gì kỳ vậy? Trình độ kim cương mà sao nhà không có cái gì hết trơn vậy, bác dân làng? Không biết nữa. Không có nhớ. Và cạnh nhà bác dân làng đó còn có một cái kim tự tháp nữa. Wow. Được quá ta. Nhưng mà có dấu hiệu là ở đây hơi lắc nha. Rồi, giờ mình sẽ tranh thủ mình lấy đồ cái đã. Được một cục ngọc lục bảo thôi cũng được đi ha. Giờ thì mình sẽ tìm đường đi xuống dưới cái đã. Dưới này vẫn còn đường. Và lần trước thì đây là chỗ của một cái vị pharaoh á, nên mình sẽ tốt nhất là nên đập đi, tránh cái trường hợp pharaoh xuất hiện rồi quấy rầy mình nữa. Ồ, mà tính ra mình đi quấy rầy người ta mà ta. Thôi kệ. Lỡ rồi. Nhưng mà sao lần này thì có vẻ là hơi nghèo hơn so với lần trước mà mình khám phá này. Lần trước khám phá có táo vàng các thứ. Đây. Táo vàng cường hóa đây rồi. Còn cái này thì không biết kích hoạt có được hay không. Ồ, có vẻ cái này thì không có kích hoạt lên được ha. Không biết có cách nào để cho vị pharaoh hồi sinh ra không á. Ở kế cái kim tự tháp còn có cái con thuyền đắm nữa cơ. Có vẻ là khám phá trên đất liền nó còn dễ gặp công trình hơn là ngoài biển á. Tới hồi có bữa thì gặp thuyền liên tục, có bữa thì chả thấy con thuyền nữa hết. Đây, trước mắt là mình sẽ tìm cái rương chứa cái bản đồ trước cái đã. Mình cần cái rương có bản đồ trước. Nó nằm đâu đó ở dưới này nè. Đây, nó đây. Ủa, what? Có gì đó sai rồi. Ủa, thường thường cái con thuyền này nó sẽ cho mình một cái bản đồ kho báu mà sao cái con thuyền này thì nó cho mình cái bản đồ trống. Ôi, chuyện lạ nha. Lần đầu mình gặp trường hợp này luôn. Oh man. Nhưng mà mình vẫn có niềm tin là cái vùng biển gần đây sẽ có kiểu như là con thuyền mới á. Chưa để mình tiêu diệt mấy cái con quái vật này cái đã. Cái con cá mà cà khịa này nó chuyên gia, nó gình gình, nó hút cái thuyền mình á. Nên mình phải tiêu diệt nó sớm mới được. Cũng như là mình sẽ tiêu diệt cái nàng tiên cá da mạo ngoài kia. Thì một tí mình ra khơi cho nó an toàn coi. Ok, tấn công không tới à? Rồi ok, tiêu diệt được rồi. Phải trừ khử mấy cái mối hiểm họa tiềm tàng trước rồi mới ra khơi cho nó an toàn á. Kìa, xa xa cũng có con rồng, con đó cũng nguy hiểm lắm á. Mình nên né nó ra. Dự đoán của mình rất là đúng luôn. Gần đây có một con tàu hải tặc khá là bự nè. Thời mình tới rồi. Con tàu này có... Wow. Tính ra cái view của con tàu này giống con tàu cũ của mình cực kỳ nha. Nó cũng gần đất liền, rồi sau đó nó còn gần một cái thủy cung nữa. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây. Được, mình phải vô và đánh chiếm con tàu này ngay lập tức thôi. Bay lên coi. Ok. Và mỗi lần mình bay lên thì bọn chúng lại bỏ thuyền đi xuống, nhảy xuống biển hết rồi. Rồi sao mà mình luyện được Haki đây? Trời đất ơi. Ai đánh đi? Tên này cầm súng à? Cho người bắn luôn á. Lâu lắm rồi mới có người dám bắn mình à. Bắn ta đi, bắn mạnh lên. Mạnh lên nữa. Bắn thêm cái nữa đi. Rồi, thank you. Mình phải cho nó đấm mình vài cái để mình còn lên cái... không, có cơ hội chứ. Có cơ hội kiểu như là học được Haki vũ trang. Giờ mình thèm khát Haki vũ trang lắm rồi đó. Còn vài tên trên này nè, để mình lên mình xử nốt luôn. Trời, hai tên đánh nhau à. Wow, vô, mình sẽ bắt thanh niên này. Thôi rồi. Mình bắt sai rồi. Chưa gì là đã gục mất tiêu. Rồi, chạy kìa, đứng lại, chạy đi đâu. Khách tới nhà không trà cũng rượu. Đó, như thanh niên này nè. Khách tới nhà là cầm chì ra đập khách nè. Được, mình sẽ đấm hắn. Cũng như là cho hắn đấm mình một tí á, để cho mình có kiểu như là tăng cơ hội học Haki coi. Ủa sao mấy thanh niên này nội bộ lục đục vậy ta?
Ui, thanh niên này có vũ khí. Có vũ khí mà ăn hiếp anh em không cầm vũ khí hả? Láo tét. Đó. Giờ là lúc để mình quét sạch cái con tàu hải tặc này. Để xem. Ui, nó không có rương trái quỷ rồi. Ơ à? Được rồi, mình đã học được Haki vũ trang rồi. Gắn vô liền. Ờ, đây, mình đã học được cái Haki vũ trang đầu tiên, bao bọc bởi xung quanh cánh tay rồi. Đây, có công đánh đấm có ngài là có được Haki ha. Đại, giỡn mặt hả? Wow, có Haki vũ trang bọc vô tay là tăng ha. Gấp đôi sự tự tin và sức mạnh cũng tăng lên đáng kể đây. Hợp lý thiệt. À con này, giỡn mặt hả? Có Haki ở nha, bây giờ là tôi có Haki rồi đó. Rồi, và con thuyền này mình đã quét sạch xong rồi. Ồ, có vài tên đang núp kìa. Tưởng núp ở đó là sống hả? Đừng ngọng nha cưng. Tưởng núp là sống hả? Không có đâu. Ồ, ở đây mình thấy cái đầu của thanh niên nào nè. Hello. Sợ quá, nhảy xuống dưới rồi kìa. Hư nè. Hư là cho ăn roi liền. Hư là cho ăn roi nhá. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Như vậy thì hôm nay mình đã học được Haki vũ trang bọc vô tay rồi. Chắc mình sẽ cố gắng kiểu như là chịu đấm ăn xôi để cho nó lên thành Haki vũ trang mà kiểu bọc toàn cơ thể luôn á. Như vậy thì mình mới có thể kiểu như là quẩy mạnh hơn được. Bây giờ thì chưa có mạnh lắm đâu, mới mạnh xương xương à. Cạnh đây mình thấy nó còn có một cái con thuyền ma nữa nè. Mà thường thì con thuyền ma này hầu như là không có kiểu như là rương trái quỷ luôn á. Từ đầu cái chặng hành trình tới giờ mình chưa lướt được bất kỳ cái rương trái quỷ nào trong con thuyền này. Mà vô thuyền này thì khá là mất thời gian nữa nên thôi, mình sẽ bỏ qua ha. Nhưng mà bù lại nó sẽ cho mình một con thuyền hải quân mới nè. Được á, được á. Ôi, khoan. Mấy con cá vô duyên, đi chỗ khác, ra biển này không có sợ cái gì, chỉ sợ đúng mấy cái con cá vô duyên đó thôi. À, con giang hồ biển kia định làm gì? Định cầm cái vỏ ốc đánh tôi hả? Được, mình sẽ cho nó ném mồi mới được. Này thì cầm vỏ ốc nè. Láo nháo. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi vô trong những cái con tàu này để chúng ta chinh phục ha. Đầu tiên là bật Haki vũ trang lên. Có Haki vũ trang bọc vô cánh tay là phải dùng chứ. Rồi, sẵn tiện mình sẽ cho mấy thanh niên này đánh mình một xíu. Biết đâu một xíu mình lại học được cái Haki vũ trang mà bọc toàn cơ thể thì sao? Có chưa? Đã lâu mình phải kiểm tra nha. Ok. Ồ, và sẵn tiện đây mình sẽ test cái Haki quan sát cấp cao, thấu thị tương lai nè. Khi mình bật lên đó, con xương nó bắn mình nó sẽ bị dội ngược lên luôn nè. Wow, đó là công dụng của cái Haki quan sát cấp cao đó. Rất là đỉnh á. Rồi, trong lúc này thì mình sẽ đập. Ủa, nhưng mà sao cái tàu này cháy dữ vậy? Ui, cháy to nha. Tranh thủ lúc đó. Ôi, lúc mình bình rượu mới, để bình rượu mình gần hết à. Để mình lấy thêm bình rượu xíu mình còn uống nữa. Rồi, lút cái rương bự này. Ồ, nó không có rương trái quỷ rồi. Ồ, chắc mình té khỏi cái con tàu này thôi. Con tàu này nguy hiểm quá. Mà trước khi đi để mình để lại cho nó một cái đòn roi ha. Nó lỡ cháy rồi. Mình cho nó cháy tới bờ tới bến luôn. Cháy tan tành luôn. Cạnh con tàu đang bốc cháy này là hai con tàu hải quân luôn nha. Wow, quá là được luôn á. Mình sẽ ưu tiên khám phá con tàu ở bên bên này trước đi. Bên này gần hơn nè. Để mình bay qua cho nó dễ. Ui da, ơ kìa, đang bay thì bị cháy nữa chứ. Thiệt tình. Đừng có rớt xuống nước nha. Rồi, ok. Đậu lên đây thành công rồi. Bây giờ thì bật Haki vũ trang lên và quẩy thôi. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác quẩy sướng như vậy. Vì có được Haki vũ trang á. Cô chạy kìa. À, chạy đi đâu? Đứng lại. Chạy đi đâu? Cái này giống như là chơi mèo dần chuột gì đó. Gì đâu hải quân gặp cướp biển mà chạy á. Trời ơi, bó tay chấm cơm mấy thanh niên này thiệt. Nhắc hết à. Rồi, mình sẽ đi xuống tầng dưới ha. Nãy giờ mình bị đánh nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà nó chưa có lên được cái Haki vũ trang toàn cơ thể. Ồ, một cái rương gỗ đầu tiên trong ngày. Hợp lý. Rồi, mấy người đánh ta xíu đi nè. Đánh xíu nào.
Trời ơi, mấy thanh niên này rén ơi là rén luôn á. Không đánh thì để ta đánh các ngươi. Không đánh thì để mình đánh, không có gì hết. Không đánh thì để mình đánh. Hình như bây giờ tới hồi thiệt á. Lúc nãy thì tìm tàu không thấy, mà bây giờ tới hồi thấy rồi á, là nó thấy nguyên một hàng luôn. Bên phía sau con tàu mới này còn có một con tàu mới khác nữa nè. Thời mình tới rồi. Được. Không không phụ lòng mấy cái thanh niên hải quân này. Mình sẽ bay qua để chúng ta chinh phục nốt cái con tàu này luôn á. Wow, càng đấy càng đấy. Rồi, và vẫn như thường lệ mình sẽ cho bọn chúng đánh mình một xíu nè. Lâu lâu mới có vài tên dám đánh mình á. Được, cho nó đánh mình một tí đi. Lên Haki chưa? Vẫn chưa nha. Rồi, sau khi cho bọn chúng đánh chán chê thì bây giờ tới mình đánh bọn chúng lại. Với cả là đi lút rương nữa chứ. Ui ui ui, cẩn thận. Coi coi. Ồ, sao mấy con tàu gần đây? Ở đây rồi, cuối cùng cũng gặp được đội trưởng hải quân rồi. Nãy giờ không gặp đội trưởng hải quân, bảo sao thấy thiếu cái gì. Nè, mình bật cái Haki quan sát cấp cao lên. Thì đội trưởng hải quân cũng không có thể đánh trúng được mình nha. Đó chính là sức mạnh của Haki quan sát cấp cao đó. Nó tương tự với cái nội tại của hệ Logia vậy. Ôi nhưng mà khoan. Ây da. Ouch. Mình mà bật Haki quan sát cấp cao lâu quá thì mình sẽ bị mù lò kìa. Kiểu như tác dụng phụ của việc mình kích hoạt nó trong thời gian quá dài ấy. Nên cũng phải cân nhắc nha. Rồi luôn, cái rương này không có cái gì luôn. Wow, cái gì nó cũng có hai mặt á. Thế nên mình cũng đừng có lạm dụng cái Haki quan sát cấp cao quá nhiều nha. Rồi, còn bây giờ thì trở lại với con tàu ban nãy thôi. Mình còn một con tàu chưa có khám phá ở hướng đằng kia á. Hy vọng là con tàu này sẽ khá khẩm hơn mấy con tàu trước nha. Cho rương bạc hoặc là rương vàng gì đó thì càng tốt. Rồi, giờ thì bước vào thôi. Nhưng mà mình ghét mấy thanh niên nào dùng đạn độc nha. Chơi mà chơi đạn độc là thấy không vui rồi đó. Rồi, vô trong tiếp nào. Chậm lại nè. Ôi, chưa. Đó. Mình bị Overus Haki, tức là mình kích hoạt Haki trong thời gian quá lâu ấy, là bị vậy. Wow. Căng rồi. Ồ, thêm một cái rương gỗ. Cho rương bạc đi nào. Rương gỗ rất là dễ bị trùng khi mà mình mở ấy. Lần trước các bạn cũng thấy rồi, mình mở 5 cái rương gỗ là bị trùng hết 5 cái luôn. Thế nên rất là khó để kiếm được những trái quỷ mới bằng rương gỗ đấy. Thôi kệ đi, có có rương trái quỷ là mừng rồi. Và như vậy thì cái vùng biển này sơ qua mình đã khám phá hết những cái con tàu hải quân gần đây rồi ha. Không biết là còn con tàu nào gần đây khác nữa hay không nhờ. Ê, đó à, đó là con tàu ma. Ấy da. Cho lọt xuống biển. Thanh niên nào mắc chơi gì kỳ cục vậy? Thanh niên nào bắn vậy? Có thanh niên nào cầm cái súng đạn lửa bắn mình á. À đây, mình thấy rồi. Tới công chuyện. Hư nè. Mình sẽ cho nó ăn roi. Úi da. Đòn roi học qua. Hư đúng không? Chơi mà chơi bắn đạn lửa là thấy không vui rồi đó. Trước khi tiếp tục hành trình thì để về mình cất mấy cái rương trái quỷ mà mình tìm được trong ngày hôm nay. Và lấy thêm một ít mía. Ôi, thôi xong rồi. Mía mình để ở nhà cũ hết rồi. Bây giờ mình phải bay về nhà cũ một chập nữa để chúng ta lấy mía cái ha. Đây, cái gì chứ, mía là mình không có thiếu đâu. Lấy nhiều xíu. Mình sẽ lấy tầm 20... 24, ok. 24 là khá là hợp lý để chúng ta có thể dùng trong ngày hôm nay rồi đó. Đợi hết ra giấy nha. Mình cần giấy là chủ yếu thôi. Ồ mà khoan, mới về tới nhà cũ thôi là đã có tên tìm tới nơi rồi. Biết hôm nay ta có Haki vũ trang không? Láo nháo hả? Láo nháo nè. Sức mạnh của Haki vũ trang một đấm là đi luôn nha. Hơi bị ghê đó. Sau khi có giấy thì mình sẽ trở lại cái khu vực Stronghold để chúng ta bước qua thế giới kết thúc thêm một lần nữa ha. Vì bên này mình phát hiện ra nó có được cái phiến bonnet clip ấy. Đâu rồi ta? Đây, phiến bonnet clip đây rồi. Và công dụng của phiến bonnet clip này là giúp mình có thể nhận được những cái thử thách. Nhưng mà khoan, để mình tiêu diệt mấy con quái gần đây cái đó. Ok. Giờ thì mình sẽ dùng cái miếng giấy này vô cái phiến bonnet clip ha. Để xem nó sẽ cho mình cái gì. Nó sẽ cho mình một cái encrypted bonnet clip note ha.
Ờ nhưng mà khoan, hình như mình không có đọc được. Wait a minute. Vậy là bây giờ mình cần phải có một cái người đọc được cái phiến Bonelip này cái đó. Oh man. Khoan, đi về nhàn chiến cái đó. Mình cần tìm một cái bác dân làng thủ thư gấp mới được. Và để tiện cho cái việc di chuyển tìm cái dân làng thủ thư đó thì mình sẽ ăn trác quỷ Yoshinomi. Đây là trác quỷ của đô đốc hổ tím Fushitora, một người cũng rất là mạnh trong thế giới vua hải tặc nữa. Hy vọng là với năng lực của trác quỷ mới này thì chúng ta sẽ di chuyển nó dễ dàng hơn á. Đây rồi. Và trác quỷ này cũng có rất là nhiều kỹ năng nha. Nhưng mà bây giờ mình cần phải nghiên cứu cái kỹ năng nào giúp mình di chuyển trước cái đã. Đầu tiên là gắn hết vào trong trước đi. Sau đó mình sẽ từ từ test từng kỹ năng ha. Ôi. Oh. Với kỹ năng đầu tiên mình có thể tiêu diệt cái địch trong chớp mắt luôn kìa. Mình sẽ kiểu như là tạo ra một cái trọng lực cực mạnh và gây... Này chuẩn bị nè, đó. Trọng lực đè xuống một cái là mấy cái con gần đây là nó sẽ bị đó. Nó bị đè xuống có một tí thôi nhưng mà gây một lượng lớn sát thương nha. Ghê lắm. Cái trái này có thể tiêu diệt cái địch trong phạm vi rất là rộng nè. Còn kỹ năng thứ hai. Còn kỹ năng thứ hai thì mình chưa thấy. What the heck? Kỹ năng thứ hai giống như là nó kêu gọi thiên thạch rớt xuống vậy á. Wow. Ghê thiệt. Rồi sẵn tiện đây mình sẽ test kỹ năng thứ ba luôn. À kỹ năng thứ ba chỉ cầm kiếm thì mình mới có thể dùng được ha. Oh no. Chết rồi. Mình không có mang theo cây kiếm đâu hết. Mình sẽ dùng tạm kiếm gỗ đi. Để xem coi kỹ năng thứ ba này. Wow. Kỹ năng thứ ba này là một kỹ năng định hướng nha. Mình sẽ bắn ra một cái tia trọng lực gì á để cho cái địch bị rơi từ từ xuống nè. Đó. Rất là mạnh luôn. Kỹ năng nào của trái này nó cũng có một lượng lớn sát thương hết. Kỹ năng thứ tư. Oh, đây rồi. Đây rồi. Đây là kỹ năng có thể giúp mình di chuyển thoải mái nè. À, mình có thể thay đổi trọng lực và biến cái khói ở dưới chân mình giống như một cái tấm thảm bay ha. Để mình có thể tự do bay lượn luôn. Quá là tuyệt vời. Đây rồi, đây là kỹ năng mà mình cần thiết trong việc đi tìm dân làng thủ thư nè. Để mình nhớ coi gần nhà mình nhớ là có một cái ngôi làng á. Hình như hướng bên này. À, gần tới làng mà gặp thanh niên đội trưởng hải quân này láo tét. Cho hắn nếp mùi sức mạnh của trác quỷ của mình mới được. Đấy. Sao mà chịu nổi với cái trọng lực cực mạnh của mình. Rồi, đây rồi. Mình đã tới ngôi làng cần đến rồi á. Ui giời ơi, công việc tiếp theo của mình là tìm cái dân làng thủ thư nè. Thủ thư đúng không? Ui, không phải. Bây giờ dân làng gì cũng được, miễn là dân làng là ok rồi. Mình sẽ bắt dân làng mang về thuyền á. Ui, khoan, từ. Láo tét. Ngươi định làm gì? Mình tới làng buổi tối có vẻ là không hợp lý cho lắm. Thôi để mình đi ngủ, kẻo ảnh hưởng dân làng á. Sau khi ngủ dậy thì mình sẽ bắt một cái bác dân làng ngẫu nhiên á. Rồi dùng cái năng lực của trái quỷ của mình và dẫn về nhà thôi. Ôi trời ơi. Công nhận cái trái Yoshinomi này á, mình có thể di chuyển rất là thoải mái ha. Với trái quỷ này thì sắp tới mình đi khám phá trên biển cũng rất là dễ dàng nè. Một công đôi chuyện luôn. Dạ. Gặp công, né. Nó mà gặp dân làng cái là thành dân làng nướng là mệt á. Không có ai đọc phiến Bonelip cho mình đâu. Ui nhưng mà con rồng này nhìn thấy ghét quá. Đợi mình xíu. Mấy dân làng ở đây đợi tôi xíu nha. Ngồi đây đi. Qua đó mình thịt cái thanh niên con rồng kia cái đã. Láo tét. Đừng có nhờn. Rồi mình sẽ cho nó biết sức mạnh của trái sushi của mình ha. Đó mình sẽ dùng trọng lực để mình đè nó xuống. Rồi cho thiên thạch rớt xuống để trừ khử nó luôn. Nó. Ui, thiên thạch thụt rồi. Thiên thạch thụt thì mình sẽ dùng trường trọng lực để mình tấn công nó. Và kỹ năng thứ tư của mình là sẽ khiến cái địch không thể di chuyển luôn nha. Kể cả con rồng nè, kiểu như trọng lực đè xuống mạnh quá. Để mình đợi hồi chiêu thứ nhất của mình và tiếp tục tấn công nó thôi. Đây có thể nói là trái quỷ siêu khống chế và siêu sức mạnh luôn á. Rồi, và trong chốc lát thì mình đã trừ khử được một con rồng láo tét rồi ha. Ok. Tới nơi. Giờ thì cho dân làng vô trong đi. Tại vì người này có công dụng là giúp mình đọc phiến Bonelip á.
Nào mình, ố, quên mất, mình có cái bục để sách ở ngay cái chỗ buồng lái mà. Nó trên này. Ờ, vậy mình khỏi chế tạo cũng được, đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đưa cái miếng giấy mà mình đã sao chép văn tự cổ cho dân làng này. Đó. Và mình sẽ dùng nó. Và bây giờ mình đã mở khóa được một cái thử thách rồi nè. Đây, thử thách đây. Ồ. Thử thách gì vậy? Gin, thử thách Gin. Nhiệm vụ là phải đánh bại Gin. Thời gian là 10 phút. Độ khó là bình thường thôi. Wow. Được quá ta. Và một số thông tin mình biết thì Gin là cái thanh niên sử dụng cái món vũ khí này thì phải nè, Tonfa nè. Cái thanh niên dùng cái Tonfa hình như là Gin á. Wow, được quá nha. Mình có nên đem Tonfa mình chiến đấu với Gin không nhờ? À mà quên, mình có hai cây vũ trang mà cần gì vũ khí. Được, mình dùng tay không, mình đấm nhau với Gin luôn. Hợp lý. Rồi, đã nhận thử thách rồi. Làm liền luôn cho nóng ha. Ồ, nó dịch chuyển mình đi đâu đây? 3, 2, 1. Wow, chính xác rồi. Trước mặt mình là Gin kìa. Ủa mà đây là đâu vậy? Ôi chưa, để mình review cái đấu trường này cái đã. Trời, xịn vậy, nhưng mà ở trong đây nó không cho mình dùng năng lực trác quỷ à. Ủa? À không, nó bị lắc thôi. Bây giờ cho mình dùng rồi nè. Ồ, đây rồi, Gin đây rồi. Bật Haki của mình lên, vô. Nhấp cái cạ vô. Trời. Mình đục một cái Gin nửa cái máu rồi. Thứ gì chịu nổi. Sao mà đỡ được. Trời đất ơi. Ừ đánh đi, cho mình nghĩ Gin rất là mạnh nên khi đánh mình sẽ tăng cái cơ hội nhận được cái Haki vũ trang toàn cơ thể á. Mình sẽ cho Gin đánh mình một lúc ha. Ừ đánh đi. Đánh mạnh lên. Đúng rồi. Chứ mình đấm cái nữa là Gin lặc á. Ui còn cầm súng rồi bắn nữa cơ. Trời tưởng thế nào. Ui giời ơi. Ok cho đánh thêm vài cái nữa đó. Ừ bắn đi, bắn đánh cấp thứ rồi. Ừ để mình thử cho Gin cảm nhận sức mạnh của trường động lực của mình ha. Ui trời. Ôi sống ơi. Trời ơi. Nói chung là rất là nhanh thôi á. Wow. Rồi mình hiểu cơ chế rồi. Đó mình xong một cái thử thách rồi nè. Wow. Được quá nha. Như vậy thì sắp tới mình phải chăm chỉ đi tìm thêm những cái phiến Bonelip rồi. Ở trong cái thế giới vua hải tặc này á, rất là nhiều những cái phiến đá cổ đó bị thất lạc. Thế nên mình cần phải tìm và kiểu như là đọc nó, copy nó rồi đưa vô dân làng giải thích giùm mình ha. Là mình có thể nhận được nhiệm vụ và sau đó chúng ta sẽ làm nhiệm vụ á. Ok. Bây giờ mình kiểu như là làm hải quân part time vậy đó. Ban ngày thì làm hải quân đi tìm bọn cướp bóc các thứ đồ trừ khử ha. Ban đêm thì chúng ta sẽ hành nghề hải tặc. Uầy. Như vậy thì nó lại bị hợp lý. Rồi và đây là một trong những chỗ mà lúc đầu mình chinh phục rất là khó khăn nè. Còn bây giờ thì sao? Mình sẽ dùng năng lực của trái sushi này. Và trường trong lớp. Ôi giời. Chỉ với một kỹ năng duy nhất thôi. Mình chưa đụng vô gì bọn chúng hết mà bọn chúng đã tự lăn đùng ra chết rồi cơ. Quá là mạnh luôn. Ok, và khi bọn chúng ngỡm hết như vậy thì số đồ trong danh trại của bọn chúng sẽ là của mình. Bọn này thấy mình đang bay lượn mà cũng lấy súng bắn cả. À, thì ra có người chọn cái chết. Ừ, bắn đạn khói độc đi, đúng rồi. Tự bắn xong tự chịu luôn à, sợ mấy thanh niên này thiệt. Được lắm, dám bắn mình chứ gì, mình cũng có súng mà. Súng mình cũng hơi bị thứ dữ á. Rồi, mình còn có năng lực của trái sushi nữa cơ. Ngỗng của tỏi chưa cân. Cho thêm cái thiên thạch xuống dưới nữa. Này thì dám chống cự. Này thì chống cự nè. Trời, thanh niên nào mà chống cự rồi mình sẽ cho thiên thạch gớt xuống liền á. Ôi khoan. Ouch. Ôi, mình bị gì á. Ôi, tự nhiên mình bay ngang cái làng của mấy cái nàng tiên này, cái mình bị rớt xuống là sao? Ui có điệp. Ủa? Ê, mình có mắc cái gì không vậy? Ủa mình thấy nàng tiên kia cầm cái gì cơ?
À, nàng tiên lấy cây cúp của mình. Chết tiệt, trả cây cúp đây. Kìa, cây cúp đó của mình mà. Cả gan dám ăn trộm à? Này thì trộm cắp, này thì trộm cắp. Dám trộm cắp cái cúp của mình. Có đúng cây cúp để dành mình đột nhập vô thiền thôi mà cũng bị ăn trộm nữa. Ui ghê quá, chùn. Mình tính là trừ khử cả cái làng tiên trộm cắp đó rồi đó, nhưng mà thôi. Ai làm thì người đó chịu rồi ha, chứ mấy người kia không làm mà chịu quen thì cũng tội nghiệp. Rồi, giờ thì mình đi tiếp nào. Ồ, bây giờ ban đêm à. Ồ, chắc mình sẽ tiếp tục hành nghề hải tặc của mình thôi. Ồ, có thiền luôn. Ồ, mà cái thiền này mình khám phá rồi. Mà đang đi thì còn bị mê hoặc nữa chứ. Mê hoặc ai vậy? Ôi luôn, hiểu luôn, cái làng này chắc là bị mụ ta mê hoặc xong ăn thịt hết rồi. Bảo sao không thấy bác dân làng nào hết. Rồi cái làng trống không này. Rồi luôn, no bụng luôn mấy cái nàng tiên cá giả mạo này. Rồi giờ thì mình sẽ test lại cái kỹ năng triệu hồi thiên thạch coi. Ơ, tại sao ở trên cao thì mình không triệu hồi thiên thạch được nhờ? Lạ thiệt. Lại nè, triệu hồi thiên thạch ngay chỗ đó. Ơ, chính xác rồi. Mình chỉ có thể triệu hồi thiên thạch ở một cái nơi thấp thôi, để cho thiên thạch nó có cái khoảng cách để nó rơi xuống ấy. Còn trên đó kiểu nó bị cao quá nên nó không có khoảng cách để nó rơi xuống luôn. Wow, ra là vậy. Thì ra kỹ năng này khi dùng cũng có nhiều lưu ý hết đấy. Ồ, con cá con lăng quăng này láo nhờ. Được, ngươi láo thì gì? Mình không cần làm gì nó đâu, nó tự răng đụng ra chết thôi. Nhà con này ở dưới nước đúng không? Mình không cần đụng vô nó đâu, mình đứng gần gần nó thôi. Đó, là nó cũng tự lăn đùng ra chết ha. Sức mạnh đáng gờm của trái sushi là vậy đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bước vào cái con tàu này để chúng ta tiếp tục. Ừ, và mình sẽ test thử coi với một cái kỹ năng thiên thạch từ trên xuống dưới thì nó có phá hủy được cả một cái con tàu to như vậy hay không. Ờ, kết quả là không nhá. Nó chỉ phá được một phần cái cột buồm thôi. Ra là vậy. Rồi giờ thì bước vào con tàu này. Mình sẽ cho bọn chúng biết như thế nào là để lễ độ ha. Ui, bây giờ bọn chúng bắt đầu chống cự lên nè. Được, đánh ta đi. Lâu rồi mới bị đánh như vậy, thật là thích luôn. Đánh ta đi nào. Đánh ta đi. À, không đánh chứ gì, không đánh thì mình để mình đánh. Này thì không đánh nè. Cứ ép mình ra tay thôi. Lên Haki đi nào, lên Haki đi. Mình càng bị đánh thì mình càng dễ có cơ hội lên Haki thôi. Nhưng mà vẫn chưa lên. Ồ, hay là bị giới hạn mỗi ngày mình chỉ học được một Haki ta. Cũng có thể lắm. Ok, thôi mặc kệ đi. Giờ mình lướt. Và cái rương này cho mình rương vàng. Một cái thư tri nã luôn. Hợp lý quá ta. Được nha. Cuối cùng thì ngày hôm nay chúng ta cũng tìm thêm được một cái rương vàng rồi. Chứ tưởng đâu rương gỗ không là buồn lắm. Ừ, và gần đây cũng chẳng còn con thuyền nào nữa. Ồ, su vậy ta. Ơ, không hẳn. Gần đây còn một con thuyền, nhưng mà là con thuyền ma thôi. Để mình test thử thêm một lần nữa lên con thuyền ma bằng cái skill thiên thạch khổng lồ này. Bùm. Ồ, mình biết rồi, mình phải nhắm vô cái phần thân thuyền thì nó sẽ nổ to hơn nha. Chứ nhắm vô cái bùm thì nó nổ cũng khá là nhỏ thôi. Được phép. Rồi, và mình sẽ dùng cái kỹ năng này. Nãy giờ mình rất ít dùng. Đó chính là kỹ năng hút tất cả cái địch vào người mình ha. Đó. Cái skill thứ 6 đúng không nhờ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, chính xác rồi. Skill thứ 6 là mình sẽ hút tất cả cái địch vào người của mình ha. Nói chung thì kỹ năng đó cũng khá là hữu ích để mình đưa cái địch lại gần và tấn công cho dễ á. Còn về trong con tàu này thì hầu như là rương nó không có đồ gì xịn đâu. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã trải nghiệm được sức mạnh của vị đô đốc hộ tiếm Fujitora cực kỳ mạnh ha. Với trái này thì sắp tới mình có thể thoải mái di chuyển để chúng ta đi săn tìm những con tàu hải quân hoặc là hải tặc rồi.
Ngoài ra thì mình còn học được cái haki vũ trang bao bọc vô cánh tay nè. Và mục tiêu sắp tới của mình là haki bao bọc nguyên cơ thể luôn, để chúng ta có thể áp dụng vào việc chiến đấu với nhiều trác quỷ hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm thêm được những phiến bonelip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.